Hello, welcome my channel. Hi, I'm Zombie Gameplay. Hôm nay mình sẽ chơi tựa game Plan vs Zombie 3 nha các bạn nha. Rồi. Okay. Đây là phiên bản mới nhất của Pokap nha các bạn nha. À quá. À nha. Rồi. Đây con bốc choi này. Quan nút này, pet center này các bạn. Rồi. Đây là bản mới cập nhật mới nhất các bạn nha. Cho alpha 1 alpha test các bạn. Hiện tại thì chưa có chưa tất cả các bạn. Rồi chúng ta đã thắng màn. Một màn người ta chia làm hai phần nhé các bạn nhé. Mỗi phần thì gồm các màn sau. Rồi chúng ta sẽ đổi hàng để bắt đầu đam các bạn nhé. Mỗi lần đánh thì các bạn sẽ mất khoảng 3 cái chìa khóa nha các bạn nha. Rồi chúng ta phải chờ đợi hơi lâu một chút. Rồi chúng ta tiếp theo mở được một ải. Mở được cái nhà cũ các bạn ạ. Một số con zombie đang tấn công nhà mình. Mình phải chiến đấu với họ. À, có con đôi mũ này các bạn. Rồi, lên đây cho nó sớm trợ các bạn. The zombies are coming. Rồi mình sẽ bỏ qua hết tất cả từng một cái để chơi lượt.
Đó xem không phải chia ra các bạn nhé. Cấp và trình đấu tiếp. Và chiến trận tiếp. Thank you.
phần phiên bản China nhé mọi người. Ok, đây là plan với 3 phiên bản China nhé các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay hãy để một like và subscribe và nhấn chuông cho mình nhé các bạn nha. Ok, chúng ta vào trận đấu nào. Chúng ta sẽ chiến thắng hết các bạn. Xem. Rồi đây là màn khảo hạch của chúng ta. Rồi chúng ta đã chơi thắng. Mình sẽ chơi vui hết tất cả màn trong đây nha. Là sao? Đây là màn mặt cuối nè các bạn. Wow, chúng ta có còn 100 này nè. Đảm bảo con này chẳng hay không có nào thắng được. Tất nhiên chúng ta sẽ cho hàng cây hoa đây các bạn. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Very different. Đợi nhau, cái gì đây? Wow. Bạn nhìn thấy con zombie không? Chắc. Sao người hắn thế? Ok, nếu các bạn thấy hay thì để lại một like và subscribe cho kênh nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you for watching. Like, subscribe my channel.